Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cho phép 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển và kiểm toán tài chính là một trong số đó, để giúp cá nhân, các kế toán viên, kiểm toán viên, quý doanh nghiệp và các công ty kiểm toán kế toán nắm bắt được rõ hơn những cơ hội mà AEC mang lại đối với lĩnh vực này. Chuyên đề Tài chính thuế tuần này sẽ đi phân tích và bình luận chuyên sâu trên góc nhìn chuyên gia, kế toán doanh nghiệp và các công ty kiểm toán với chủ đề Ngành kế toán kiểm toán hội nhập AEC. Thưa quý vị, những thỏa thuận trong AEC liên quan đến tài chính kiểm toán nhằm 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là hỗ trợ dịch chuyển lao động của dịch vụ kế toán và kiểm toán giữa các nước thành viên trong khối ASEAN. Thứ hai là cải thiện cách thức cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán nội khối. Và thứ ba là tạo điều kiện cho các nước thông tin với nhau để đẩy mạnh áp dụng những chuẩn mực về nghề nghiệp chuyên môn trong hoạt động kiểm toán và kế toán. Với mục tiêu đặt ra như vậy thì AEC được đánh giá mang lại rất nhiều cơ hội cho các kế toán viên, kiểm toán viên và các công ty kiểm toán kế toán. Hơn 7 năm kinh nghiệm làm trong công tác kế toán thuế, từ thâm niên đến trình độ chuyên môn, anh Hoàng được coi như là một lao động với tay nghề cao và có thể đáp ứng công việc tương tự tại các quốc gia khác. Trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN và nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, cơ hội việc làm sẽ được rộng mở hơn với cá nhân anh và các kế toán viên, kiểm toán viên khác. Cái ngành kế toán kiểm toán Việt Nam nó còn rất non trẻ, đặc biệt về mặt luật, khung pháp lý luật nó còn đang rất là non trẻ, cũng như về mặt gọi là thực hành. Thì cái số lượng, nhờ cái số lượng doanh nghiệp cổ phần đầu tư nước ngoài đầu tư vào thì Việt Nam bắt đầu dần làm quen kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam, dần làm quen và tiếp xúc. Khi mà các cái kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam được được gọi giao lưu và học hỏi được từ những cái đồng nghiệp của mình. Mình không nói về mặt trình độ, mình nói về mặt gọi là giao tiếp để biết thêm về mặt cái tiêu chuẩn của Thái nào, tiêu chuẩn của Sinh thế nào. Trao đổi trên góc độ doanh nghiệp, anh Hoàng cho biết thêm, với vai trò đang là giám đốc điều hành của một công ty kiểm toán 100% vốn Nhật Bản, công ty anh với lợi thế có trụ sở tại một số các quốc gia như Việt Nam, Singapore, việc cho phép di chuyển về lao động với ngành nghề kiểm toán, kế toán sẽ là cơ hội để doanh nghiệp anh mở rộng thị trường và tuyển dụng nhiều lao động chất lượng cao. Đây cũng là chiến lược được nhiều doanh nghiệp trên cùng lĩnh vực tính đến. Và trong năm tới chúng tôi có dự định là mở chi nhánh tại Indonesia, Thái và Myanmar. Thì cái cộng đồng AEC đã được hình thành, đã tạo ra một cơ hội rất lớn cho chúng tôi. Đấy là việc lưu chuyển vòng vốn giữa các trong nội bộ của khối ASEAN sẽ trở nên tự do hóa hơn. Và đi kèm theo cái dòng vốn đấy để Việt Nam, để chính Việt Nam thu hút được Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và nhận được cái đồng vốn nước ngoài vào một cách hiệu quả, thì phải có một đội ngũ kế toán viên mà có thể di chuyển tự do giữa các nước và thấu hiểu những cái gọi là tiêu chuẩn chung cũng như tiêu chuẩn riêng của chính nước sở tại. Thực tế thì không phải đợi đến cái AEC này mà ở công ty mình ở trong Deloitte ấy, thì cũng đã có chương trình dịch chuyển nhân viên từ các khu vực với nhau ở giữa các nước ASEAN thì từ lâu rồi. Hiện nay thì ở công ty mình cũng đã có rất nhiều nhân viên làm việc ở các văn phòng của Malaysia, Philippines và thậm chí là cả ở văn phòng ở Mỹ như là Seattle. Đối với các cá nhân, các công ty kiểm toán, kế toán, cánh cửa hội nhập sẽ tạo ra nhiều việc làm tại các quốc gia thành viên. Còn đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán, kế toán, có thêm những cơ hội để tiếp cận những dịch vụ có tính cạnh tranh. Những công ty trong nhóm Big Four với kinh nghiệm toàn cầu thì họ sẽ có những cái cách nhìn nhận với một cái cách nhìn toàn cầu, tức là tiêu chuẩn nó cao hơn trong vấn đề những cái vấn đề về phân tích tài chính cũng như là các cái yếu tố quản trị. Riêng cái phần kiểm toán thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những người có kinh nghiệm, có tài năng hoặc cái kinh nghiệm quốc tế trong điều kiện hội nhập là đương nhiên. Tuy nhiên, để các cá nhân, các công ty kiểm toán kế toán được tự do dịch chuyển thì cũng có rất nhiều tiêu chuẩn được đặt ra. Trong đó phải kể đến là chứng nhận CPA ASEAN dành cho những kế toán viên chuyên nghiệp và được công nhận trên toàn cầu. Mà cái CPA ASEAN thì người ta quy định rất rõ các cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là anh phải là CPA của các nước thành viên. Nước nào thì anh phải được cái CPA của nước đó. Thứ hai là từ khi được cấp cái CPA của nước sở tại cho đến được xem xét và công nhận CPA ASEAN đòi 5 năm. Và thứ ba thì trong cái 5 năm đó thì rõ ràng là anh phải có 3 năm kinh nghiệm thực tiễn. Vào năm 2014, bên lề Hội nghị Kinh tế Bộ trưởng ASEAN lần thứ 46, các nước thành viên đã ký kết thỏa thuận và công nhận CPA ASEAN giữa các quốc gia thành viên. Theo các thỏa thuận này, các nước trong khối ASEAN sẽ công nhận kỹ năng bằng cấp được đào tạo giữa các quốc gia cùng với những nới lỏng về visa, thời gian lưu trú cho người lao động. Là một doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, trở thành công ty đại chúng và lên sàn chứng khoán từ năm 2007. Trao đổi với doanh nghiệp này được biết, 5 năm gần đây, do hoạt động M&A doanh nghiệp đã mở rộng quy mô với 6 công ty thành viên, do đó đòi hỏi báo cáo tài chính hợp nhất phải công khai minh bạch, chính xác và kịp thời để thông tin về phục vụ cho công ty và các nhà đầu tư. Do vậy, từ khi lên sàn đến nay, công ty chọn lựa dịch vụ kiểm toán của Deloitte Việt Nam, một trong những công ty kiểm toán lớn trên thế giới. Lý giải cho việc lựa chọn này, lãnh đạo công ty cho biết dịch vụ của công ty kiểm toán nước ngoài có chất lượng tốt hơn với các công ty kiểm toán của Việt Nam. Giai đoạn đầu thì do giảm cái chi phí kiểm toán và lúc đó Trafaco chưa có nhiều công ty thành viên thì chúng tôi dùng công ty kiểm toán của Việt Nam. Nhưng đến 5 năm gần đây thì do cái hoạt động M&A thì chúng tôi đã thành một tổng công ty có 6 công ty thành viên, trong đó có 3 công ty con. Đòi hỏi trong cái hạch toán của từng công ty độc lập thì chúng tôi phải có cái báo cáo hợp nhất. Chủ tịch Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam cũng nhận định không ít thách thức đối với các kiểm toán viên vì kinh nghiệm còn ít. Như tôi đã nói là về kinh nghiệm là chúng ta còn ít, cho nên đây không phải là câu chuyện đơn giản. Chúng ta cần phải thời gian, nhưng mà cũng rất phải khẩn trương để đốt cháy giai đoạn và theo kịp các nước bạn. Đó là thách thức thứ nhất. Cái khả năng kiểm soát công việc của mình thì ở Việt Nam khả năng kiểm soát công việc của mình chưa thực sự tốt, ở nước ngoài công việc của họ làm với năng suất cao hơn. Những thách thức này không chỉ đòi hỏi các kiểm toán viên hay đơn phương các công ty kiểm toán, đòi hỏi các cơ quan liên quan, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về kiểm toán, kế toán, các công ty kiểm toán, các công ty quản lý lao động, các kiểm toán viên và các hội nghề nghiệp cùng nhau có biện pháp và chiến lược tháo gỡ khó khăn này. Theo dự báo của các chuyên gia, đến năm 2020, nhu cầu nhân lực cấp cao ngành tài chính ở mức khoảng 120.900 người. Rõ ràng khi đã hội nhập thì nhân lực kế toán kiểm toán có thể dịch chuyển và con số này sẽ còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay, sinh viên ngành tài chính kế toán tại Việt Nam ra trường thất nghiệp rất nhiều. Còn theo doanh nghiệp đánh giá thì do kinh nghiệm và kỹ năng nghề còn yếu kém. Để hiểu rõ hơn về thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên VITV. Đây là một doanh nghiệp cung cấp giải pháp đào tạo doanh nghiệp và cung cấp giải pháp dịch vụ kế toán thuế, quản lý doanh nghiệp. Mỗi năm đơn vị này tiếp nhận từ 700 cho đến 800 học sinh, sinh viên các trường, trung cấp, cao đẳng và đại học vào thực tập. Tại đây các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận với những công việc thường nhật của kế toán như ghi chép sổ sách, lập tờ khai thuế, hạch toán thuế. Tuy nhiên theo đại diện của chính đơn vị này, chất lượng của sinh viên sau khi ra trường về thực hành là rất kém. Cái thực trạng mà của các cái sinh viên mà về kế toán ấy, thực sự các em non lắm, hầu như không có kiến thức một tí gì luôn, nghĩa là nó chỉ nằm trên nền tảng lý thuyết hoàn toàn luôn đấy. Và gần như các bạn ấy, tôi không hiểu như thế nào, nhưng các bạn ấy không hề biết một bắt đầu mình sẽ ứng dụng nó như thế nào cho doanh nghiệp. Bây giờ đang rất yếu ở cái đó. Thậm chí hạch toán, khi mà vào cầm một cái hóa đơn thực tế này và nhìn thấy một cái nghiệp vụ thực tế trên chứng từ hóa đơn này là lúng túng, không biết phải ra sao. Đấy là cái nghiệp vụ nhá. Cái thứ hai nữa là về các cái vận hành các cái thiết bị mà để phục vụ cho công việc của mình, ví dụ như phần mềm về thuế hay phần mềm về kế toán, hay thậm chí cái đơn giản nhất đó là Word và Excel là cũng cực kỳ yếu. Đại diện đơn vị này cũng cho biết thêm, với số lượng sinh viên thực tập rất lớn, từ 700 cho đến 800 sinh viên, thì chỉ có khoảng từ 1 đến 2% sinh viên được giữ lại làm việc chính thức tại doanh nghiệp, tương đương khoảng 10 đến 20 người. Còn với công ty kiểm toán PwC, đội ngũ nhân sự khoảng 800 người làm việc tại hai văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi năm đơn vị này tuyển dụng thêm khoảng từ 30 cho đến 40 nhân sự để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động. Song để lựa chọn những sinh viên ưu tú, có trình độ chuyên môn cao thì không hề dễ dàng. Thực sự mà nói là thị trường lao động của Việt Nam đang mới hình thành và phát triển. Chúng ta đang còn thiếu rất nhiều các cái nhân lực có trình độ. Sinh viên mới ra trường thì rất là nhiều. Thế nhưng mà đối với sinh viên, những người mà người ta có trình độ cao hơn một chút, nghĩa là những người có kinh nghiệm, thì thực sự Việt Nam là rất thiếu. Thì tôi nghĩ nhìn chung chúng ta có thể nói rằng là thừa nhưng mà thiếu. Thực sự ở cái vấn đề chúng ta nói là nếu nhìn về cái trình độ và các cái kỹ năng phù hợp với công việc thì chúng ta cũng còn thiếu rất là nhiều. Tuy nhiên cái đó nó cũng phải, doanh nghiệp người ta cũng phải tập trung vào để mà đào tạo thêm cho cái nhân viên. Tôi nghĩ rằng là đấy nó cũng sẽ là một cái thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới. Từ câu chuyện nhân lực của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nói riêng, nhìn bao quát lại về nhân lực của ngành tài chính nói chung, có thể thấy rõ tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Nguyên nhân của tình trạng này, ngoài sự thiếu chủ động trong việc học tập của các sinh viên, còn có nguyên nhân đến từ chất lượng đào tạo. Nhưng tất nhiên, không thể đánh đồng chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo về tài chính hiện nay. Qua một cái thời gian là có một cái sự nở rộ về việc đào tạo tài chính ngân hàng, và cũng phải nói là có những cái cơ sở chưa đủ điều kiện để đào tạo, tuy nhiên cũng đã cố gắng để đào tạo, nên dẫn đến cái việc là nó không tạo được ra một cái đội ngũ chuyên sâu. Thế còn ví dụ các trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, rồi các chương trình đào tạo nổi tiếng như liên kết với lại Greenwich, liên kết với trường đại học quốc tế, thì mình khẳng định là 100% đây đều là những người không bao giờ có chuyện thất nghiệp. Bên cạnh công việc là giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính của trường Kinh tế Quốc dân, anh Nguyễn Nhất Linh hiện nay cũng đang theo học một chương trình thạc sĩ Tài chính và Đầu tư được liên kết giữa Học viện Tài chính và một trường đại học danh tiếng của nước Anh. Vậy về cơ bản, các cá nhân đang theo học và đang làm trong ngành kế toán kiểm toán và các công ty kiểm toán cần phải làm gì để có được những nhân sự ưu tú? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên chúng tôi. Là một công ty đại chúng với 6 công ty thành viên, doanh nghiệp có một đội ngũ kế toán chi nhánh ngành dọc khoảng 50 người và đều là những kế toán viên người Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, hiện nay đội ngũ nhân sự này mới chỉ đáp ứng được cơ bản một số yêu cầu về công tác kế toán, chứ chưa được toàn diện như một phòng tài chính mà công ty mong đợi. Theo cái yêu cầu của thời kỳ hội nhập, của vấn đề phát triển công ty thì tôi muốn họ thực thi đúng với từ tài chính. Làm sao cái đồng tiền của chúng tôi phải sinh sôi nảy nở, phải tham gia vào lĩnh vực tư vấn, tham vấn cho lãnh đạo trong vấn đề lĩnh vực đầu tư. Trao đổi với đại diện đội ngũ kế toán viên của công ty này được biết rõ hơn, những hạn chế vướng mắc mà đội ngũ kế toán viên này gặp phải đó chính là sự chồng chéo trong các văn bản chuyên ngành, và điều mà các kế toán viên không chỉ của Trafaco mà các công ty khác mong muốn đó chính là một chính sách phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Những cái luật chuyên ngành kế toán ấy với cả các cái luật khác thì của nhà nước mình Việt Nam ấy thì nó còn chồng chéo, dẫn đến là kế toán nhiều khi cái cách hiểu hoặc cách xử lý các cái vấn đề nhiều khi nó bị mâu thuẫn giữa các cái luật chuyên ngành. Nếu mà luật của Việt Nam ấy mà được sửa đổi ấy, để phù hợp ấy, có nghĩa là nó rộng hơn và phù hợp với cả tất cả các cái doanh nghiệp, các cái đất nước, thì là kế toán sẽ được mở rộng hơn. Nhằm nâng cao và đa dạng hóa chất lượng nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán của Việt Nam, khi TPP và AEC ký kết, nhiều trường đại học và doanh nghiệp đã tính đến nâng cao chất lượng nhân lực của mình, qua đó có được nhân sự có trình độ tay nghề và có thể làm ở bất cứ đâu trên thế giới. Học viện cũng đã trao đổi, bàn bạc với Greenwich và tiến tới dự kiến xây dựng một cái chương trình mà cả hai trường đều công nhận sinh viên tốt nghiệp ở đây thì sẽ được Học viện Tài chính cấp bằng cử nhân, đồng thời cũng được Greenwich cấp bằng. Cái mà chúng tôi rằng có giá trị tốt hơn đó là nâng cao được và mở rộng được cái cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên của học viện khi ra trường. Những cơ hội, thách thức và giải pháp cũng đã được chúng tôi đề cập. Vấn đề còn lại nằm ở nội tại ở mỗi cá nhân kế toán viên, kiểm toán viên, làm sao để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, bản lĩnh nghề nghiệp cũng như rèn luyện đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Vâng thưa quý vị, kiểm toán tài chính là một trong 8 lĩnh vực được tự do luân chuyển lao động trong khối ASEAN. Đây cũng là mũi nhọn đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực nói chung, với tổng dân số hơn 600 triệu người và GDP hàng năm gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Các kế toán viên, doanh nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam cần có những chiến lược phù hợp để bổ sung nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán đạt chuẩn quốc tế. Đó là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Đến đây chuyên đề tài chính thuế cũng xin được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.